Mẹ Hennie khóc kể chuyện con mua đồ sida mặc Tết. Mẹ ơi, con mặc đồ này thôi, tiền con để. Ai cũng phải rớt nước mắt sau khi nghe lời tiết lộ của mẹ tân hoa hậu về khoảng thời gian khó khăn của Hennie. Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã chính thức diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa, với sự tham gia của 42 người đẹp đến từ khắp nơi trên cả nước. Với phần trả lời ứng xử ấn tượng cùng màn trình diễn tự tin, Hennie đã bất ngờ vượt qua các người đẹp khác để đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Chiếc vương miện danh giá nhất đã thuộc về Hennie, thí sinh đến từ Đắk Lắk và là người dân tộc Ê Đê. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có người đẹp dân tộc và tóc ngắn đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ. Ngay sau khi đăng quang, Hennie được truyền thông và cộng đồng mạng đặt quan tâm hàng đầu. Những thông tin cá nhân về sự nghiệp, gia đình của cô gái Ê Đê cũng được khán giả hết sức tò mò và hiếu kỳ. Sau khi tìm hiểu thì được biết, nhà của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 15 km. Gia đình gồm 8 người, ngụ tại Buôn Sức Mơ Đưng, xã Cư Xuê, huyện Cư Ma, tỉnh Đắk Lắk. Cận cảnh ngôi nhà đơn sơ và vô cùng giản dị của tân Hoa hậu Hennie. Sau đêm chung kết, bố mẹ Hennie đã trở về nhà và sinh hoạt bình thường như bao ngày. Bố Hennie vẫn làm công việc thường ngày, ra đồng làm ruộng và phu bốc phát cho một xưởng cà phê. Trong một cuộc phỏng vấn mới cho một trang tin điện tử, mẹ tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, bà Ngân Nie, dù không nói được tiếng Kinh, vẫn chia sẻ với mọi người về khoảng thời gian đầy khó khăn, quyết tâm theo đuổi việc học dù gia đình không đủ điều kiện kinh tế của con gái. Mẹ tân Hoa hậu tâm sự, Hen là người con hiếu thảo trong gia đình, từ nhỏ đến lớn chưa làm gì sai cả. Hen đã lam lũ nhiều công việc, đi chăn bò làm thuê. Hen đi làm ngoài nắng không đội mũ, mặc áo dài tay, đi chân đất. Khi lên 10 tuổi, Hen đã học những công việc làm ruộng, có công việc gì làm công việc đó, biết giúp đỡ gia đình. Khi Hen lên lớp 12, tôi khuyên Hen nên bỏ học đi, làm đẹp rồi lấy chồng, vì kinh tế của mẹ không đủ để trang trải việc học cho con. Nhưng Hen nói rằng, không mẹ ơi, con không bỏ học đâu, con quyết tâm đi học, con muốn có tương lai tốt đẹp chứ không phải mịt mù như bao người khác. Đến khi Hen quyết định học, Hen đi nộp hồ sơ đi thi và học ở Nha Trang, sau đó lại tiếp tục học tiếp cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi lại khuyên Hen nghỉ học vì gia đình không đủ kinh tế, nhưng Hen vẫn tiếp tục cố gắng vươn lên. Cả gia đình đã làm thuê để kiếm tiền cho Hen tiếp tục theo học. Tới lúc Hen lên Sài Gòn, cuộc sống khó khăn, Hen tranh thủ thời gian rảnh rỗi làm thuê, lau nhà, dọn nhà cho người ta để kiếm tiền ăn học. Hen rất khó khăn, đến lúc tìm được nghề người mẫu, Hen tự trang trải được cho cuộc sống, giúp ba mẹ trả nợ. Mỗi lần Hen về Tết, Hen thường mua đồ sida mang về. Tôi hỏi Hen sao không mua đẹp để mặc. Hen nói rằng, không mẹ ơi, những đồ này thôi, con mặc được rồi, con tiết kiệm tiền để con học. Hen giúp bố mẹ trả nợ, mua phân bón chăm sóc cà phê. Các anh chị đến nhà chơi, Hen vẫn mua bánh, ít nhất vẫn lì xì cho các em. Đến khi Hen đi thi và đăng quang Hoa hậu, mọi người trong buôn làng, cô dì chú bác rất vui mừng đến nhà hỏi Hen về chưa, chúng ta hãy làm lễ ăn mừng đi. Tôi rất muốn ăn mừng nhưng phải đợi Hen về trước. Hiện tại Hoa hậu Hennie cùng hai Á hậu đang tham gia hoạt động thiện nguyện, tiếp nối sứ mệnh vì cộng đồng mà cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hướng tới, truyền cảm hứng và năng lượng tích cực đến mọi người. Như Quỳnh thăm nhà thờ tổ của Hoài Linh, hình ảnh mới của nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ. Nhan sắc của giai nhân làng nhạc Như Quỳnh trong lần về nước này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Vừa qua, ca sĩ Như Quỳnh đã đáp chuyến bay về đến Việt Nam để chuẩn bị ngồi ghế huấn luyện viên trong mùa giải thứ 3 của game show ca nhạc Thần Tượng Bolero. Khi về nước, Như Quỳnh rất bất ngờ trước tình cảm nồng nhiệt khán giả dành cho mình. Trong thời gian ở Việt Nam, nữ ca sĩ tranh thủ thời gian đi chơi và gặp gỡ người thân, bạn bè. Một người bạn thân thiết với Như Quỳnh là Đức Tiến đã cùng nữ ca sĩ đến thăm nhà thờ tổ của danh hài Hoài Linh. Ngoài vẻ đẹp dịu dàng, có thể thấy Như Quỳnh đã gầy hơn lần về nước vào năm 2015 rất nhiều. Như Quỳnh thăm nhà thờ tổ của Hoài Linh, nhìn diện mạo của nữ ca sĩ ai cũng ngỡ ngàng. Năm 2015, Như Quỳnh bất ngờ xuất hiện trong đêm nhạc của hai em trai tại thành phố Hồ Chí Minh với tư cách khán giả. Tuy nhiên, ngoại hình quá mập và kém sắc của nữ ca sĩ từng được mệnh danh là giai nhân làng nhạc khiến nhiều người thất vọng.
Nhưng trong lần về nước này, Như Quỳnh đã giảm cân, nhờ đó mà gương mặt của giọng ca Người Tình Mùa Đông trông thon gọn và mặn mà hơn. Giọng ca Duyên Phận nhận được tình cảm nồng nhiệt của khán giả quê nhà khi về nước. Tổ ấm của các hoa hậu Việt trước khi đăng quang, người giản dị đơn sơ, người cao sang bất ngờ. Trong khi hoa hậu Hennie, Thu Thảo, Đỗ Mỹ Linh từng sống trong những căn nhà đơn sơ, thì nhà hoa hậu Kỳ Duyên Phạm Hương lại rất khang trang. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 Hennie. Đêm 6 tháng 1, chiếc vương miện danh giá của Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 đã được trao cho người đẹp Hennie, cô gái người dân tộc Ê Đê được ví là viên ngọc đen với làn da nâu khỏe khoắn, mái tóc tém cá tính cùng những bước cát quốc đầy ấn tượng. Tuy nhiên ít ai biết rằng tân Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Đến năm 2010, Hennie mới từ Đắk Lắk xuống thành phố Hồ Chí Minh thuê trọ lập nghiệp. Trước đó, người đẹp Ê Đê sống trong một căn nhà đơn sơ nơi mảnh đất Tây Nguyên nắng gió. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương. Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương đã được ban tổ chức cuộc thi trao tặng một căn hộ cao cấp ngay ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Vậy nhưng trước đó, Phạm Hương cùng gia đình cũng đã có một biệt thự hai tầng nổi bật và khang trang tại Hải Phòng. Nằm ở một vùng quê nghèo Hải Phòng, biệt thự gia đình Phạm Hương tọa lạc ở khu đất rộng rãi, đối nghịch hoàn toàn với những nhà giản dị trong thôn. Ngôi nhà hai tầng nổi bật. Nhà gồm hai tầng có thiết kế hiện đại, bắt mắt với màu trắng là chủ đạo. Gia đình Phạm Hương hoàn thiện nhà mới vào tháng 10, 2015 trên nền đất ngôi nhà cũ. Phạm Hương còn từng khoe căn nhà mình ngập tràn trong sắc hoa. Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên. Ngay sau khi đăng quang, ngôi nhà hai tầng khang trang của gia đình Hoa hậu Kỳ Duyên đã thu hút được sự chú ý của báo giới cũng như người hâm mộ. Ngôi nhà nằm ở vị trí đắc địa trên con đường Lê Hồng Phong, Nam Định, một trong những con phố trung tâm thương mại dịch vụ của thành phố Nam Định. Tầng 1 của ngôi nhà là ảnh viện áo cưới nổi tiếng của gia đình, được bài trí theo phong cách hoàng gia. Kỳ Duyên từng khoe nhiều bức ảnh chụp trong ngôi nhà cũ ở Nam Định, qua đó thấy được sự bề thế sang trọng của nội thất. Hoa hậu Việt Nam 2012 Thu Thảo, với gương mặt đẹp, đường nét hài hòa và nụ cười rạng ngời sắc xuân, Đặng Thu Thảo, cô gái 21 tuổi đến từ Bạc Liêu, đã đăng quang danh hiệu cao nhất trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012. Từ đó cho tới nay, cô luôn được coi là nàng hoa hậu đẹp nhất với phong thái tinh tế và mong manh như sương khói. Gia đình cô không thuộc loại khán giả, nên không bất ngờ khi tuổi thơ của Thu Thảo trải qua êm đềm trong một căn nhà truyền thống và giản dị tại Bạc Liêu. Thu Thảo sinh ra và lớn lên ở ấp thấp nhất, thị trấn Ngang Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Ngôi nhà của cô tuy giản dị đơn sơ nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp và ấm cúng. Căn nhà không có vật dụng gì đắt tiền, nhưng Thu Thảo luôn coi đó là cái nôi đã giúp cô nuôi dưỡng ước mơ thành hiện thực. Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh. Không giống như những gì mà nhiều người hay nghĩ, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh sinh ra lớn lên trong một căn nhà nhỏ đơn sơ ở phố Hàng Đào, khu phố cổ tấp nập số 1 Hà Thành. Được biết căn nhà nằm trên gác 2 của một khu tập thể cũ, có một phòng khách thông với phòng bếp và phòng ăn. Do diện tích nhỏ, cả nhà phải tận dụng khoảng không phía trên mái để trồng cây. Căn nhà của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nằm trên gác 2 của một khu tập thể cũ ở phố Hàng Đào. Diện tích ngôi nhà khá nhỏ, phòng khách thông thoáng với phòng bếp và phòng ăn. Trong nhà có đầy đủ những vật dụng hiện đại cần thiết. So với mặt bằng chung nhà phố cổ, thì nhà Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng thuộc dạng khá giả. Lộ tin nhắn Đông Nhi muốn giải nghệ sau 10 năm hoạt động. Cô nàng đã chia sẻ cùng ekip cũ của mình những tâm tư trước khi âm thầm khóa trang cá nhân. Những ngày qua, cư dân mạng dành sự quan tâm đến diễn biến câu chuyện fan club Đông Nhi, bày tỏ bức xúc với chính thần tượng của mình. Cụ thể, cộng đồng này chia sẻ sự mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi sau khoảng thời gian hoạt động, được cho là không mấy thành công từ thần tượng. Ngay sau đó, Đông Nhi đã gửi đến người hâm mộ những dòng tâm sự chân thành và thẳng thắn nhìn nhận vấn đề đang xảy ra với sự nghiệp của mình,
cũng như đối với fan club. Cùng với đó, cô nàng cũng âm thầm khóa trang cá nhân để tránh những ồn ào không đáng có. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa kịp lắng xuống thì mới đây, quản lý cũ của Đông Nhi đã đưa ra những chia sẻ về sự việc này. Câu chuyện càng trở nên căng thẳng khi anh hé lộ đoạn chat gần nhất với nữ huấn luyện viên giọng hát Việt 2017. Cú sốc dành cho fan đó chính là câu nói "Em giải nghệ nhé" từ Đông Nhi. Quản lý cũ của Đông Nhi chia sẻ đoạn trò chuyện cùng ca sĩ Bad Boy, tin nhắn cuối cùng trước khi cô khóa trang cá nhân là "Em giải nghệ nhé". Toàn bộ lời chia sẻ từ quản lý cũ của Đông Nhi gửi đến fan của cô. Đôi lời dành cho các fan Đông Nhi chân chính. Hôm qua, anh đã được nghe rất nhiều những lời tâm tình của rất nhiều các bạn, hiểu được phần nào câu chuyện nên có đôi lời với các em. Trong cuộc sống này không một ai hoàn hảo cả. Chỉ có là họ hoàn hảo trong mắt chúng ta trong một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Ai cũng phải thay đổi, Đông Nhi cũng không ngoại lệ. Ở tuổi 30, vì sao Đông Nhi vẫn miệt mài lăn lộn với sân khấu? Sao cô không chọn một cuộc sống làm vợ, làm mẹ an nhàn hạnh phúc như bao phụ nữ? Là vì Đông Nhi muốn sống nhiều hơn với gia đình và fan của mình. Liệu có ai chắc rằng nếu Đông Nhi đến bây giờ vẫn như 10 năm về trước thì sẽ có những thành công như bây giờ? Mọi người có thể thích hay không thích, nhưng thành công của Đông Nhi hiện tại là không thể chối cãi. Rất nhiều bạn mong muốn anh quay lại với Đông Nhi, nhưng điều đó là không thể. Vì anh sẽ chẳng giúp được gì, tất cả những gì anh có thể làm cho Đông Nhi trước đây là cho cô sinh viên nhạc viện 20 tuổi niềm tin sẽ thành công, điều đó bây giờ không cần nữa. Nếu mọi người đã bước qua giai đoạn yêu mến những bài hát phong cách của Nhi để đến với gia đình, thì hãy ở lại ngưỡng mộ nhân cách tuyệt vời bởi tình yêu vô hạn của Nhi dành cho fan. Anh chắc chắn điều này. Anh mạnh mẽ phản đối phát ngôn không cùng chí hướng thì ra đi của ekip Đông Nhi. Nếu có thật thì đây là phát ngôn rất tiêu cực và không nên được phát ra từ ekip Đông Nhi, vì chắc chắn nó không đại diện cho phát ngôn của Đông Nhi. Đông Nhi không muốn bất kỳ một fan nào ra đi cả. Còn hơn một tháng nữa là tròn kỷ niệm 10 năm Đông Nhi chính thức bước lên sân khấu. Nếu là fan chân chính thì hãy cho cô ấy động lực để đi tiếp 10 năm nữa, chứ không phải là dừng lại. Em giải nghệ nhé là tin nhắn cuối cùng anh nhận được trước khi Facebook bị khóa. Tất cả chúng ta đều nợ nhau một lời xin lỗi bởi cách đã làm tổn thương lẫn nhau bởi cách này hay cách khác. Nhưng anh tin, tất cả đều là vô tình. Love you all.